Hello chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một chiếc Edge nhỏ 4 số côn tay. Và có thể nói là xe này số tiền dọn khá là cao. Nếu mà số tiền có đem đi, mọi người là có thể mua thêm được một chiếc xe mới mà gọi là đầu nồi chưa rớt, máy zin, nói chung là cũng dạng là xe ngon luôn nha. Thì mình cũng tiết lộ luôn, nó rơi khoảng tầm 4x nha mọi người. Đó, thì tại sao xe này lại dọn chi phí cao như vậy? Thì bây giờ mời mọi người cùng theo dõi với mình để mình review cho tất cả mọi người xem từ đầu tới cuối luôn nha. The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Bây giờ em cho mọi người xem cái tình trạng ban đầu xe này nha. Và xe này em thấy là tốn kém nha mọi người. Giờ riêng toàn bộ, có hai hết toàn bộ nè. Giờ em làm từ từ luôn nha. Về phần dàn động rồi thấy không, bao tay này kia ha. Đồng hồ mà đồng hồ lô. Rồi cầm kia cũ hơn 5 tháng hết rồi. Phần dàn áo này kia em cũng có 2 dàn màu bạc 2-6. Còn tay côn tay thắng thì chắc là ở này là sơn hoặc đánh lại này thấy còn ok nè. Rồi mâm 8 cây, hai đĩa trước sau, các nước thì chắc cũng phải hai, khỏi hai, tại vì các nước là các nước lớn ha, hai giữ là được, không cần phải thiết với hai đâu. Rồi heo thì cũng phải giữ luôn, heo trước Limbo giữ luôn nè, hai đĩa, hai bát, hai dĩa dầu, phục trước xì nhớt, phục hồi lại, máy móc thì em tháo ra kiểm tra, em bấm két thì sạch sẽ là hết nha. Rồi nặng hút sau nè mọi người thấy ha. Trước tiên là phần bô phải về cổ nhỏ 2 3 4 xe 27/2, dàn thắng là phải hai hết toàn bộ này, tống đứng này kia là phải hai nè. Rồi phần sau thì phải hai gấp hai toàn bộ bánh cục canh này kia hết, giờ zin hết toàn bộ luôn nha mọi người. Đây đang đi hai đĩa nha, heo Rimbo. Rồi sên sủng này kia ha, mọi thấy không đó, phải giờ hết toàn bộ các chân này kia. Rồi đốc sơn lại hết rồi toàn bộ, thì đây chỉ là phần dàn ngoài thôi. Vào cái phần máy hồi nãy thì em chạy nghe nó tiếng kêu nữa, thì có khả năng phải làm nồi kia lại nữa, thì em sẽ cho mọi người xem nghe nè. Rồi cái xe này thì bị cong ghi đông với tay lái mọi người thấy ha. Thì sợ bên thủy này là không biết là vô ghi đông hay vô tay lái thì phải tháo ra kiểm tra ha. Nhưng mà nếu mà ngay ngắn hết cái hai nguyên bộ thì nó mới ngay ngắn là được rồi mọi người thấy ha. Bị còng một bên. Mình đang chạy hỏi thì không biết nghe tiếng gì đây. Đây chùa nhà nè, không biết thằng máy có tiếng gì mọi người. Ở đây nghe biết cái chạy thử nè. Giống trái bố quá ta. Lúc mà nha tiếng này là tiếng bố cho mọi người. Này em bóp cơm nó bị nha, bố nó bóp cơm nó ngắt, nó không có đi hết rồi đó, thả cơm rồi hết rồi, bóp cơm là bị nè, là do phần bố rồi nghe người em. Hello mọi người, thì tối hôm qua mình đã tháo xong dàn áo rồi, hôm nay tiến hành mình review cũng như là báo sơ định hình cho anh em cũng như chủ xe xem ha. Thì cái điều đầu tiên mà mình nhìn thấy trước là tinh thần ghi đông á, là con ốc cái này bắt sai hay ốc bự hơn, không biết có dẫn đến tình trạng bị quèn cái lỗ ở trong đây không, chưa biết hết, răng này còn xài được. Rồi cùm ga đây là bị giải thế này đấy rồi ha. Rồi cái này thì bình thường, cái này chưa thấy dấu hiệu gì. Dây điện đó thì mình thấy có cũng có chỗ cắt,
cắt nối để làm tua báo đồng hồ em, nhưng mà để mình tháo ra kiểm tra thôi, tại vì mình thấy cắt cũng nhiều lắm, thì nếu không được thì ông ổn mình thay. Cao su IC còn này đúng không, máy này thì đã rớt đầu rồi nha, rớt máy này kia rồi. À, mấy cái ốc này bị trí sai, các nước lớn ha, mấy cái ống này mình thấy bị một vòi cắt hết rồi nè, mấy ống này mình thay dây zin là hết nè. Rồi mấy cái cao su thì vẫn còn ok, nói chung là xe này mình thấy nó vẫn còn zin đó mọi người, kiểu như là không có tháo bên trong nhiều nên là những cái vị trí zin nó còn đầy đủ. Cái ốc luôn rồi thấy không, ốc là zin còn đầy đủ nè, ốc này hai ốc dưới đây nữa đó, ốc ở đây thì không có zin bắt nhầm nữa ha. À, rồi nhân sinh dĩa cốt gấp vẫn còn, còn cốt gấp zin cốt xài hai rồi ha. Phuộc phuộc thì mình kiểm tra có bị xì âm phụ giống mấy hai đó, lọc gió thì đây cũng ba lọc gió ha, này đây thì xe với hai hết rồi. Bánh sao mình, nhiều bánh sao mình không nói đi, bánh sao mình để mà nhìn công thì dây điện này, cái sổ này thì để mình coi kiểm tra ha, cũng có cắt nối đây là đi cầu chị khác ha, thì cái này cũng rẻ, có thể thì hai viên cái phòng thay cái dây này, cái dây điện sườn này đang kiểm tra lại. Nói chung là dây điện sườn thấy cũng còn được tầm nguyên bản rồi, chỉ 90% á, một số hai ba chỗ cắt luôn rồi, cắt cái dây này kia ha, để mình tháo ra vệ sinh này kia nữa mới biết được. Mình xăng máy móc thì không đến nổi là quá dơ, nhưng mà thì mình sẽ làm sẽ luôn cái phần chỗ chế đĩa này. Mình thấy là hàng chỗ này chung mà chế như vậy đi rất là dễ rồi mọi người, nó hơi xấu nhưng mà về đi rất là dễ. Bây giờ mình chỉ cần bỏ cái giờ đạp này, mình cắt ngay chỗ này, cắt cái chỗ này đó mình bỏ là xong, coi như đi được khá là đơn giản. Sườn thì phải sơn full lại rồi. Phía sau đây thì các nước lớn thì cái ống này nó cũng không có cái miếng ngoài đây ha, thì để mình coi nếu mà muốn chủ xe muốn việc các nước zin thì dài, tại các nước này nhìn nó cũng hơi nó giống xe đấu quá, nhưng mà nói chung thấy cũng còn được. Nhưng mà tại vì bắt dây vì đi bắt dây thì kia nó đi tùm lum hết mọi người, rồi đây phải đặng nhận cái ốc siết lại nữa, tại vì nếu mà không xài đây thì xài dưới đây nữa ha. Bát còn đầy đủ, bát này còn đầy đủ nè, bát này còn đầy đủ nè. Chén cổ thì ống bấy nhạy luôn, xe này có thứ đường chạy là cục lắc lắc, ốc zin còn nè. Bô máy hai cái bát này vẫn còn, hai bát hai bên vẫn còn, còn bánh trước thì cũng không nói, phuộc xì thì mọi người xem ha. Giá trong xe này cũng tạm chấp nhận được, không có nổi bên trong quá xấu, đủ để dọn, mà cũng phát sinh chi phí là giặt kia thôi. À còn cái bô nữa, cái bô hôm qua mình cũng không để ý, cái bô của ảnh là cái bô lô mà mình đem đi hai cổ rồi, thì bây giờ mình sẽ báo ảnh ha, chắc phải hai bô zin thì luôn, còn cái cổ này mình giữ lại mình cắt lại, đó là đại mốt mình thay cho xe khác ha. Đó này là cổ 3/4 27/32, cái bô của ảnh là cái bô lô là ở trong nè, nó giả ở trong luôn rồi đó. Mình là không để ý nữa, mình quên để ý vụ này, cứ lo chạy xe đi mọi người, tại vì phải đi làm canh bô trước cho nó không bị xì ấy, mọi người. Bây giờ đây là cái bô lô, bô mới giờ anh em mua cũng hơn 2 triệu rồi, full up ốc này kia luôn, sạc con này đủ nha, sạc le này đủ hết rồi, ok vậy thôi. Giờ dọn xong thì quay cho mọi người xem. Bữa nay mình tháo chiếc ẹt của anh trai thì mình thấy thứ nhất là bị lòn nước, mọi người thấy không, nước mát này là nó chưa tới đây nè, đây cũng còn nước mát rồi ha. Đó, mình trên này mình nó bị lòn nước cũng hơi nặng rồi ha. Và ở đây thì người ta cột, lấy kẽm người ta hàn lại, cột lại cái con chó xả này, tại vì mắc cái chốt chó xả này. Đó thì mình cũng báo chủ xe nha. Thì một không là một vào gỡ này luôn, nếu không có một chốt chó xả thì gỡ chó xả luôn. Này con này hàng đang chi mình cũng không biết ha, chắc là thì giữ lại chứ không bị bung đó mọi người, thì có thể là gỡ cho xả luôn cũng được mà, cũng đâu có ấy đâu mà phải cột gì ta. Ok thì trước mắt mình thấy vậy ha, còn máy thì mình xử lý bắn cát thủy tinh xong rồi hết ha. Tối nay mình bắt đầu mình ráp chiếc ẹt cho anh trai ở thành phố nha mọi người, và xe này thì anh trai ở Bình Định nha, biển số 77 nha. Thì đầu tiên mình thấy là sườn kia là sơn xong ha, bây giờ mình sẽ vô chẳng ba đóng chén cổ mới, tất cả đều được hãng ha, và mình có hai con ốc phá chén cổ rồi, hai ốc của anh bắn không ra luôn rồi luôn ha. Tiếp tục chống đứng những dàn tối mà đầu tiên hay mới ha. Chống đứng nè, chống nghiêng nè, lộn chống đứng, cốt chống đứng nè, cao su ha, là những combo nguy hiếu ha.
và kèm đó là cái chốt trẻ luôn nha. Thì tất cả đều sử dụng cái hãng hết. Thì mình sẽ quay, mình xe này mình cũng sẽ dọn, mình thay cái gì mình quay cái đó nha mọi người, tại vì rất là nhiều đồ mà thấy đã bao đồ này. Bao đồ đang đóng đồ này thì quay từ cho mọi người xem dần dần. Rồi tiếp tục thì xe anh nó bị cong ghi đông chẳng ba, cong ghi đông phải là cái ba cong ghi đông cho nên là nó bị ẩn đó mọi người. Thì mình có hai ghi đông lẫn sò khỉ luôn nha đó. Rồi vô cao su sò khỉ mới cho nó yên ái tay chân người kia luôn, chứ cao su sò khỉ nên đi ngày âu ngày nó sẽ bị lỏng, ngẹt mũi nó hay bị lắm lên xuống. Và thằng bánh á thì mình đã đi trên cặp mâm Racing Boy 8 cây trước sau vô vỏ hết, vành vòi inox vô hết ha. Và mình đã vô cho anh cái đĩa, còn nữa là bốn cái ốc đĩa, mình thấy rất là đẹp ha. Mình mấy ốc đĩa này mình đều có lót keo hết nha mọi người, có chích keo hết nha. Vỏ này là vỏ cũ của anh, còn rất là mới ha, xe Maxxis 6002 mọi người. Trước sau thì mình đã vô luôn vỏ, vỏ không ruột nha, thì mình rửa lại sạch sẽ mọi người thấy không. Rồi, rồi đây là phần ốc ha, ốc ép của anh. Thì xe này anh cũng, mình cũng đi là full ốc inox Salaya này kia hết luôn nha. Đó mình thấy ha. Đó thì mình cứ quay là cái đầu quay cái đó cho mọi người xem. Rồi thì chẳng ba này bị lỏng mọi người, bị lỏng ha, bị lỏng trên lẫn dưới luôn, cho do trên thì cái dấu tu ha, thì này phải đắp vớt lại, đắp vớt chẳng ba lại, còn không thì có gì báo chủ xe coi ha, chẳng ba mới thì chủ xe ok hay không, hay tại chẳng ba mới cũng khá là đắt. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2023 thì em đã chính thức hoàn thành xong phía trong chiếc ẹp cho anh trai ở thành phố, nhưng mà anh này ở Bình Định nha. 77187865. Rồi thì sau đây em sẽ quay và như là review chi tiết tổng thể cho mọi người xem bên trong chiếc này. Và xe này là em không có quay từng chi tiết cho nên em sẽ review cụ thể từng miếng luôn nha. Rồi thì cứ về phần nhận diện đầu trước đi. Phần nhận diện đầu trước nha mọi người. Thì ở đây mọi người thấy là cái cùm côn này em hai mới nè, ghi đông sọ khỉ em hai mới nè, cùm côn mà từng con ốc côn mà điểm đều hai mới cho chú xe hết nha. Tay côn tay e hết ha. Cùm này thì em không có sơn lại nha. Đó, em tại cùm này cũng còn đẹp, em không có sơn lại, em chỉ phết lại cái chỗ phần này thôi, tại vì thằng ẹt nó cũng lòi bên này ra ha. Tại vì cùm này mấy cũng còn đẹp, không cần thiết phải sơn. Ở đây thì bao tay thì bt bt nè, gù này gù inox và gù này là đóng một cái cục nhôm đóng nha, nên rất là cứng ha. Rất là cứng luôn. Sau rồi cùm ga hai ốc này em cũng hai mới luôn, của chú xe là nó không đúng ha, là nó quèn này kia hết rồi. Đây là một cái mặt tắt mát tạm thời. Đó, có rồi le kia hết, dây điện sườn của chú xe thì em rửa ráy sạch sẽ, đi keo kia lại, rửa ráy thì kia hết, mọi người thấy rất là sạch. Ở đây cái cùm côn này ngoài ra thì em có hai một cái công tắc búp côn nữa ha. Đó, mọi người thấy ha. Rồi phía dưới đây thì cao su ghi đông sò khỉ. Đó, cao su ghi đông sò khỉ, đây là em đều hai mới hết, đang chạy cho nó im ha. Chén cổ đóng lại, chén ba thì em làm chén cổ, em đắp vớt chén ba lại hết ha. Hai con này là em hai mới nha, mấy này xây lại. Mấy cái này em gắn lại cho chủ xe ha, tại vì chủ của chủ xe cũng còn đầy đủ mấy cái cao su này, càng em hay mới hơn cái càng thái. Phuộc ở đây thì em hạ ba phân. Đó, em hạ ba phân này kia. Két của chủ xe thì két lớn, thì em giữ lại két này và em làm lại dàn điện này kia, làm lại dàn dây này kia ha. Rồi phần trong đây thì bình xăng con đã phục hồi em làm lại ha. Cửa chủ xe nó mắc cái cao su này này. Đó, thì nói chung cũng không sao, che xuống như đây. Rồi boe rửa ráy sạch sẽ lại, có mút thì kia em gắn mút lại kia ha. Chỗ phần này thì ở đây em có hai cái tăng cam khác cho chủ xe nè. Rồi mọi người thấy làm gắn lại cao su sườn này kia đầy đủ chủ xe hết, dây xăng dây hơi làm hai mới toàn bộ nè, thấy không. Rồi em mua cho chủ xe cái bọc cộng hưởng nè, cái hộp gió nè, với lại cái cộng dây này mới. Mọi người thấy là xe lúc đầu là cộng dây này của chủ xe bị cắt nè, bị cắt đứt khúc, cộng này cũng bị cắt đứt khúc, thì em hai mới luôn, rồi em lấy lại cho chủ xe cái miếng này luôn ha, kẹp cái này mọi người thấy không đó. Rồi đây là dây rút đầy đủ nè, rồi mấy cái kẹp thì kia đầy đủ hết luôn rồi ha. Bơm nước thì em đã làm lại cái bơm nước luôn, em hai toàn mỗi chung giữ cái vỏ ngoài hơi ở trong, hai toàn bộ phốt bật đạn này kia hết luôn nha. Và của lúc trước cái chủ xe là gắn cái con chó xả mọi người, cái van giảm áp là bị cột dây kẽm á, em bỏ dây kẽm đó em gắn lại đúng cái van giảm áp cho chủ xe luôn nha. Mà ngoài máy móc em không có đụng gì hết, em chỉ làm nồi thôi. Rồi bình nước phụ thì em hai bình nước mới ha, dây này nữa nè, dây chủ xe cũng 11 ha, hai đầy đủ, mấy này thì xi lại. Lốc thì em sơn lại ha, sơn lại nó là màu bạc, bạc cả vàng. Gấp này gấp hai mới nha, gấp hai mới, gấp bạc này hai mới, mọi người phải đóng lại cái bạc mới nha. Ngâm sơn dĩa rất to, cao su dĩa sơn mới. Cái này là gác chân, ta ke em tặng, có dư thì em tặng chủ xe cũng không tính tiền nha. Thế nè, em có dư, mà ốc này kia em mua đầy đủ hết ha. Cần số em hai mới nè,
mấy cái phốt phủng này đây mình thấy là thay mới hết. Này thì em rửa vệ sinh lại, lọc gió thay mới nè. Rồi đây là bát tân sơn, này em sẽ review sau nha. Mọi người thấy là từng cái chốt chẽ đều thay mới hết nha, rất là đẹp ha. Phía trên đây thì bình đắc quy với học bình kia đang giữ lại, em thay dây dương bình xíu qua bên kia ha. Này xi lại, này xi lại, bình xăng em sơn lại. Rồi hai đây, hai em thay cái khóa xăng luôn nha. Cái khóa xăng này nè là cái mới, là em thay luôn cũng khóa mắt nha mọi người. Đây thì mấy cái này thì em xi lại, em thay cho chủ xe cộng dây mới, dây xe bị đứt ha. Rồi ổ khóa tấm cạnh. Phía sau đây thì cụ dĩa em rửa lái sạch sẽ rồi lại. Mấy cục canh này là cục canh inox hết nha. Thì em sẽ quay bên kia, em nói tiếp bên kia nha mọi người. Thì quay lại một lần cuối bên trái cho mọi người xem nè. Rất là sạch sẽ, gọn gàng mọi người ha. Đó. Rồi để em quay bên kia cho mọi người xem nha. Rồi đây là phần bên phải nha mọi người. Đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là cái bô. Bô là bô em thay mới đầy đủ ha, ốp này kia hết luôn ha. Thì em đi lại bố con ốc thay da luôn nha. Rồi ở đây thì mấy cái ốc, ngóc này kia đủ hết luôn. Nắp ha. Cái chỗ này nó thiếu con lông đền nha. Tại vì con lông đền này em đang đi xi lại. Tại vì bữa quên xi, thì đi xi lại rồi có con lông đền kia nữa. Cái chân này em cũng chưa thay vô, chưa dẫn vô. Bây giờ đạp thắng ha. Rồi phía bên đây thì đây mọi người thấy đây đi. Rồi đây là cái cao su ổ khóa em mua cho hai chú xe luôn, lúc đầu chú xe cũng không có đâu ha. Ổ khóa tám cạnh nè, mọi người thấy là đây là cái mạch tắc máy tạm thời, chỉ cần rút dắt ra cắm lại như zin hết luôn. Đây cái mạch kia của em đó, một bình sườn bu rim hai mới nha, bu rim hai mới. Rồi ngay chỗ này là em gắn lại cái miếng này chủ xe, chủ xe cũng không có miếng này thì em lấy miếng này em gắn lại chủ xe luôn, miếng này gắn lại chủ xe luôn. Các nước thì em giữ các nước lớn, giữ lại hồi nãy nói rồi ha, từng miếng mũ nè, cao su sườn, cao su sườn nè, cao su e nè, gút này kia, tớp chân này kia này đầy đủ hết. Rồi xi ha, xi của đời này kia trong từng con hết. Ốc nó của bô cao su nước phụ nè. Ngay chỗ này thì em nói mọi người nghe ha, cọc dây này em thay mới này, vài chỗ này nè. Thì lúc đầu của chú xe là bắt đi gút không à, cái quẹt bắt không được, cắn một lum hết. Thì em chế là một cái bát bắt vô cho quẹt cứng cáp ha. Ngay chỗ này cũng bị cắn nè, cái này nằm đây đúng thì em bắt cái bát giờ con này qua đây, đây giờ này qua con này. Đó thì cho nó cứng cáp ha. Mấy cái này cũng là cũ chú xe, em rửa ráy cho nó sạch sẽ là thôi nha mọi người, chứ không phải là hay mới gì hết nha. Dây điện sườn này em cũng coi chỗ nào bị tróc, bị keo này kia hiện quấn lại thôi. Nó không dây điện sườn, tại vì xe điện sườn rất là đẹp. Mấy này em xi hết luôn nha, xi hết luôn. Trước thì em thi cái đĩa phốt, rồi mấy cục canh inox này kia hết nha. Rồi heo, dây dầu thì mấy này em sẽ review sau nha. Dây dầu bấm, heo này kiểu chú xe có sẵn rồi ha. Phần lốc máy phía dưới nè. Đó mọi người xem ha. Con ốc sẽ nhớ cái đây là em thay mới của xe luôn nha. Ốc sẽ nhớ ngay này nè. Em thay mới luôn. Đó, rồi chống đứng cũng thay mới. Rồi mấy cái chốt chẽ ở đây nè mọi người ha. Nè đây. Chốt chẽ đây bắt cái giờ đạp thắng này. Lúc đầu của chú xe cũng không có lông đền luôn, em phải đi tiện cái lông đền khác. Đi tiện nhờ người ta tiện giùm gắn như đây cho nó ấy ha. Phục thì chủ xe có sẵn rồi, sạc cũng vậy ha. Sạc thì em kiếm con ốc này em mua đúng như chú xe luôn ha. Đó, mua được, nói chung cái nào mua được thì em cố gắng em mua thôi. Rồi dây này kia em chưa bấm vô nữa nè. Đó, này sờ tự gắn vô, ráp áo này kia nữa. Nói chung là cũng nhiều lắm, tại vì em nói thì em nói không hết thôi. Em sợ video nó dài. Phía sau cục canh bánh, càng thắng CNC. Này CNC nè, rồi bát này em cũng về chủ xe luôn, đủ rồi đủ inox nha mọi người. Rồi vỏ ruột thì em giữ là vỏ ruột cho chủ xe. Đi dội. Đó, rồi phía trong cái xả của e cũng hay mới chủ xe luôn nè. Đấy ha. Đó. Thấy sao? Này mấy này còn đầy đủ nha. Nói chung là xe này còn đầy đủ, lại chủ xe cũng nói chung là không có quan động lắm về tiền bạc, tại vì chủ xe cũng hơi thoải mái một tí. Thì em cố gắng em làm đẹp nhất cho xe ha. Và xe này thật sự là cũng gọi là xe đẹp nhất em làm luôn á. Giá tiền cũng cao nhất luôn á, xe này phải tầm 40 hơn á mọi người, em chưa tính nhưng trong phải 40 hơn á, cũng khá là nhiều. Về phần nồi nữa, phần nồi thì em giữ cái chuồng heo, em thay toàn bộ bên ngoài, rồi nói vậy là mọi người hiểu ha. Thay mặt nhôm, hai cái đế nhôm, thay 4 cái lò xo, thay 5 cái lá bố, thay 4 lá sắt, tại vì nồi của chủ xe là nồi độ, nồi vớt lại làm lại hấp tùm lum hết là em chạy zin hết, toàn bộ luôn. À, cái miếng này nữa nè, cái miếng này chú xe không có, em mua cái miếng này ha. Em vô hãng em kiếm em đặt người ta lấy về cho em miếng nữa. Đó, miếng này. Bình xăng con của chú xe thì em không có đụng gì tới.
à là không ai không đụng tới, không có xi gì hết ha, em có tháo ốc ra xi của mình sao con, nhưng mà em lấy ra em vệ sinh, em phục hồi là em hai mấy cọng xin để cho nó chống xì này kia mọi người, em kiểm tra bông tu đó chứ còn mấy con ốc này nhỏ nhỏ em không có xi, tại vì em thấy cũng còn ok không đến nổi. Mình sang coi theo đẹp lắm ha, đó còn đẹp lắm, em rửa rái sạch sẽ mọi người hết ha, từng chi tiết nó mọi người ha, em rửa rái này kia rồi nó sạch sẽ là ừ hết luôn, chứ không có xì mấy con coi bình xăng nha, tại vì xì không bình xăng em sợ mắc lắm, nó nhỏ nhỏ em sợ mắc lắm, em chỉ rửa rái là sạch sẽ là hết luôn, đi điện đi xăng này kia, nói chung là xe này chỉnh chu ha, chỉnh chu như chi tiết rồi ok, thì bây giờ tiến hành em ráp áo này kia rồi em review cho mọi người xem nha. Rồi thì hôm nay mình đang có vấn đề về sức khỏe, mình hơi bệnh xíu cho nên là mình nói nó hơi khàn khàn, là nhiều khi có ho thì mọi người thông cảm giúp mình nha. Xe này của anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà biển số là biển số 77 là ở Bình Định nha mọi người. Thì ảnh chỉ giao xe lên mình và anh hỏi mình, nhắn tin hỏi mình là thời gian là dọn tầm bao lâu, mình báo tầm đình 2 đến 3 tháng. Anh cũng không hỏi mình tiền bạc gì nữa, anh nhắn tin xong đem xe lên cái anh chỉ cho mình 20 triệu rồi mình bắt đầu mình dọn zin về cho ảnh ha. Thì lúc đầu mình sẽ quay phía đập ban đầu cho mọi người xem rồi cũng như bên trong rồi ha. Bây giờ mình tiến hành mình review tổng thể coi về ngoài, mình nói thêm một số chi tiết này kia nữa nha. Thì đầu tiên là xe này là đi dọn full ha, thay dàn áo mới, tem mới, hãng tất cả, đi full ốc này kia ha. Rồi đó là những thứ cơ bản về mâm 8 cây, về đĩa, về đĩa đùm, chú là đĩa ha, về đĩa đùm. Rồi xe này là mình có làm nồi, làm bơm nước lại, rồi một số thứ lặt vặt. Thì bây giờ tiến hành review chi tiết nè. Về phần nhận đầu, về phần nhận đầu mình thấy là cặp tay hắn tay cô mình thay mới, vì lúc trước là nó có bị cong có bị sợi mình thấy không đẹp quá mình thay luôn, và tay này mình thay của Etrenmu thì nó là sơn tĩnh điện thì chạy nó sẽ là lâu bị tróc, lâu bị mòn lớp sơn này ha. Pha đèn trước là mình thay mới nè, sọ khỉ với ghi đông mà mình thay mới, lúc mọi người đã xem video ban đầu là thấy là bị cong đúng không, đã thay mới luôn, và chản ba mình đã làm lại đắp vớt lại rồi, hai chản cổ mới ha, pha đèn thay mới, hai cái xi nhan này của anh còn mới mình giữ lại nè. Đó, ốc là ốc Sadeja, ốc inox ha. Lúc đầu mình tính đi chá cam rồi đèn di bắt đuôi này kia, nhưng mà thật sự là đèn hậu với cái xi nhan của anh cũng rất đẹp, cho nên là mình chỉ hai cái chá thôi, mình đi zin cho ảnh luôn. Thứ nhất là cũng đỡ tốn kém, thứ hai là nó cũng đẹp, nó sáng xe ha, không có màu mè. Rồi mấy cái cùm ga vào này thì mình đã review ở trong rồi ha, cùm NVX nè, camera lại đây đó, cùm NVX, câu mạch tắt máy, bao tay TBT, gù inox, gù này đóng cái cục nhôm vô mọi người. Còn phần ở trong mình không nói, mình chỉ nói ra ngoài nha. Cùm côn mình thay mới nè. Rồi đồng hồ thay mới luôn, đồng hồ anh đi ra ngoài ha. Ổ khóa tấm cạnh, ba ga 10 ly. À lộn, ba ga tĩnh điện này tầm 8 ly hơn, 18 ly chứ không được 10 ly ha. Rồi ở đây thì phuộc trước mình đã cắt ti, phuộc hồi làm lại ha. Mình thay mấy cái phốt này kia, để phuộc thì mình sơn lại mâm 8 cây, giỏ là giỏ mắc xẹt sắt 02 của ảnh nha mọi người, mình thấy cũng còn ok cho nên là mình giữ lại thôi, thay cho ảnh phần dòi inox. Rồi đĩa này mình thay cho ảnh, heo này của ảnh giữ lại, mình thay bách heo. Rồi dây dầu mình thay mới, dây dầu bấm 45 độ thôi mọi người, cái này cũng thay. Rồi ốc này kia ha, ở đây còn một số chỗ dính mỡ bò do là mình vô ốc á, mình vô mỡ bò cho tránh hình đèn nó bị chạy mọi người. Cái bát này mình làm mình cũng phải chim nha, mình có tiện mình chim cho bánh nó nhẹ nhàng xíu. Phốt này ha, cục canh này kia này cũng hai mới là inox hết á, này giữ lại nè, cốc của mét giữ lại với mét hai mới, mình thay cho anh một cái móc này luôn. Các nước của ảnh thì mình giữ lại mọi người ha, giữ mình rửa ráy sạch sẽ lại. Máy móc thì bắn cát thủy tinh sạch sẽ là xi toàn bộ ốc hết, bô hai mới, hai ốc này cũng hai mới, bình nước phụ cao su là hai mới hết đó. Rồi mình chỉ review những thứ mà nhìn được thôi nha, ở ngoài thôi, ở trong thì nó ha. Cái áo này thì full ốc ha, ốc mẫu thái, và lưới này mình cũng thay mới cho ảnh nha. Ở đây là cái khâu ha, giờ đạp hắn thay mới. Nguyên cái bộ tó này chỉ có chống đứng với chống nghiêng là mình thay mới nha. Còn cái cao su này của anh là như là mới thay hay sao, mình thấy còn mới lắm. Thì mình xi lại này, mình lấy cao su lại hết. Giờ đạp cũng xi lại, dây côn thì thay mới ha, mấy này xi lại ha. Mấy phốt phủng thì thay mới hết, lọc nhớt, lọc gió, nhớt nhau là mình thay hết. Giờ chỉ đổ xăng chạy thôi. Gác chân, lốc thì cái này là cũng là mọi người thấy là cái lốc này á, với cái phần này á, là mình sơn cái màu gọi là nó tầm 8-10 so với 7-10 hoặc 8-10 so với cái màu bạc này thôi. Tại vì anh thợ sơn có nói là
Tại nó đúng là nó bạc vàng giống như thế này ha, nhưng mà chạy một thời gian lóc nó nóng rồi kia nó sẽ ngã vàng từ từ, lúc đó nó sẽ đầy đẹp hơn ha. Còn bây giờ mọi người sẽ nhìn thấy nó sáng hơn, chứ bây giờ mà nếu mà sơn đúng màu này mốt sau này nó ngã vàng kia thì cũng rất là xấu. Thì sơn này nó sáng hơn dài 1-2 tông so với này. Còn gác chân thì mình sơn bạc vàng nè, nó bạc ngã vàng thì nó sẽ trùng với này hơn. Rồi mấy cái ốc tán này kia xì hết ha. Rồi mấy cao su treo bô là mình cũng thay nè. Rồi ốc tán, ốp bô thì thay mới, nguyên cái bô mình thay mới nha. Rồi ốc này thì mình tháo ốc cũ ra, mình đổi là 4 ốc inox luôn cho nó đẹp luôn. Phía sau này gấp cũng thay mới. Gấp này mọi người mua là mọi người phải đóng bạc nha, phải mua bạc riêng đóng chứ không có ha. Slap chân thay mới, phuộc racing boy của ảnh thì mình giữ lại thôi. Về phần bánh sau, không đó vậy. Về phần bánh sau này thì lúc đầu mọi người thấy là đi đĩa bắt buộc là mình phải mua toàn bộ tất cả những thứ mà liên quan đến đùm mình về lại cho ảnh đó ha. Đồng thời là đây là một cái bát tăng sên kèm hắn inox rồi đũa của inox ha, bát này inox hết. Còn đây làm đi cốt zin nha mọi người, mình không đi cốt inox ha, mình đi cốt zin ở chỗ này. Còn bên đây thì bắt tán inox, xíu mình quay cho mọi người xem cục canh này kia cũng là inox hết nha. Rồi bô hay mới ha, bản số mình làm lại. Đèn hậu của ảnh cũng rất là đẹp, như là mới hai luôn mọi người, thì mình giữ lại cho ảnh ha, chứ mình cũng có hai đèn hậu đồ chơi này kia chi đó. Thì bên đây là tổng thể như thế ha. Rồi mấy cái chốt trẻ mọi người thấy không, cái xả cặn ở phía trong mình cũng hai nè. Rồi chỗ này mình cũng phải tiện lại cho ảnh nè, gắn cái lông đền này kia đó, khá là chi tiết nha mọi người. Máy móc á, thì máy phải phần này, máy thì mình làm nồi, xíu mình sẽ nói mọi người nghe ha. Đây chính là bên trái nha. Rồi bên trái qua phần đuôi luôn, bây sẵn này phần đuôi ha. Thì cao su đùm này kia là mình còn được mình xài lại ha, nhôm sinh dĩa rất to, dĩa đen, nhôm mặt trời cà tết 1VR, và cái con ốc inox này thì có con có lông đền ha. Bát tăng sơn này cũng khá là mắc, mọi người 600.000. Tán bên đây mình sử dụng tán inox nha. Rồi canh cũng là canh inox phía trong đây. Đây nè. Rồi ở đây thì gấp này thì nó bị sai số cho nên mình có tiện của cái cục canh mình ghê đây nữa. Gác chân này là gác chân TK thì mình có dư mình tặng ảnh không có tiền ha. Mấy cái chốt này cũng là cái chốt inox hết mọi người. Rồi phần cái tó này thì mình đã đi bẻ lại ha. Tại vì mình thấy nó cũng còn ngang ngắn, chỉ là cái tó này nó hơi bị giấy, mình bẻ lại. Thì bẻ lại thì tất nhiên là nó sẽ không được ngang ngắn như bình thường, nhưng mà cũng khá là đẹp ha, đỡ tình trạng bị tránh vô sên đó mọi người. Đó, và bẻ xuống cho nó ngang ngắn xe luôn. Mình khỏi cần thay, tại vì mình thấy cái gác, bộ gác này còn đẹp. Tần số 2 chiều, thay mới. Ốc inox, mấy cái cao su trong đây là mình cũng thay mới, toàn bộ cao su áo là mình thay mới hết. Đây là cũng làm lắp mâm lửa, khâu, mấy cái phốt phủng này kia. À, xe này mình có hai cái cốt, nhưng mà cốt cần số nha. Cốt cần số của ảnh bị cong rất là nặng, mình thấy ra không được, mình phải cắt bỏ, mình rút ra luôn nha. Rồi mình mới thay ra rồi cái cốt mới. Rồi từng chi tiết bên trong thì mình đã review rồi ha. Ba ga, ốc. Rồi cầm, à chỗ này hiếu con ốc nè. Chết cha, chỗ này hiếu con ốc ta. Để mình kiếm con ốc mình gắn cho anh coi. Sao lại hiếu con cái này ta. Rồi thì gì nữa ta, móc, dây, cao su ướt nước. Nó chỉ đơn giản vậy thôi mọi người. Phía trong yên, à đây phía trong yên. Phía trong yên thì học này mình thay mới nè, ốc ha, ốc phía trong. Rồi như ta, hai này mình xài chút bấm nha, hai này mình xài chút bấm để cho đánh đèn bị gãy ha, bình nó quy cũ. Rồi mấy này mình xi lại thì kia thôi. Bình xăng thì mình có hai thêm cái phao báo xăng nữa mọi người, nắp hình xi lại phao báo xăng mình thay, tại vì chạy nó bị giật đó mọi người. Rồi à quên à, mình có nói anh em không, cái yên ở chỗ này là cái cao su ở chỗ này là mình gắn ngược nha. Tại vì nếu đúng á sẽ gắn cái miếng dày phía trong, miếng mỏng phía ngoài, nhưng mà anh em chạy hay bị cái tình trạng là nó bị dập cái yên á thì mình gắn ngược lại thì đóng yên nó sẽ nặng hơn một xíu đó, nhưng mà nó tính tình trạng bị dập hết mọi người, không có bị kêu. Rồi tới phần máy móc xe này ha. Rồi quay qua đây, máy móc xe này thì mình làm nồi, làm lại cái bơm nước là hết, không có làm gì hết. Hai nước mé này kia ha. Nồi thì mình thay hai mặt nhôm, 4 lá bố. Lá bố là sắt, 5 lá bố, 24 là so. Đế nồi mình giữ nguyên nha, chuột heo mình giữ nguyên, mình không có làm. Còn bơm nước thì do anh bơm nước nó bị lâu ngày bị xì cái phốt thì mình làm lại cái bơm nước thôi. Sáng là đề cái nổ nha mọi người.
Thì do mình không thay cái chuồng heo vẫn giữ nguyên cho nên là nó vẫn còn cái tiếng giọng đặc trưng của giọng này nha mọi người. Cái giọng nhẹ nhẹ, hình nhẹ nhẹ ha, mọi người nghe nè. Đó ha, nó vẫn giọng tiếng nhẹ thôi. Tiếng này tiếng bình thường, không có gì hết mọi người, không có gì đáng quan ngại hết. Vẫn cứ giữ cái nét nó thôi. Xe này anh cũng có làm máy rồi, mình thấy là lồng 150 ha. Thì mình có hai là cái tầng cần tầng cam xin sửa chỉnh, cần kia nó bị xì. Bô thì hai mới ha, mình cũng vệ sinh mình xăng làm này kia lại hết rồi. Chạy này kia cũng ok, vô số nhẹ nhàng, không có vấn đề gì hết. Rồi, thì đó mọi người thấy ha, một con xe dọn có giá trị cũng khá là cao. Tại vì mọi người thấy mình làm chỉnh chu từ bên trong lẫn bên ngoài. Toàn bộ vàng ốc cũng là inox này kia ha, nguyên bộ vàng ốc này mọi người mua cũng phải gần 4 triệu à. 4 triệu bạc rồi, tại vì cái này mình không phải mình mua trong dĩ mà mình mua lẻ, từ con hay chứ không phải là mình mua nguyên một dĩ nha mọi người. Nên là mọi người phải hiểu điều đó ha. À, với lại có một số chỗ mình phải mua thêm nữa chứ không phải là đơn giản là có không. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Thì mọi người nào, anh em nào có nhu cầu mà dọn hẹp nhỏ thì cứ liên hệ với mình. Rồi, tùy vào điều kiện kinh tế mọi người thì mình sẽ dọn theo yêu cầu của mọi người như thế nào nha. Và nói chung là anh em chỉ cần cho mình thời gian là được rồi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Có nhu cầu thì gọi cho Zalo trên phía trên cho mình.